đạo diễn Dữ Phượng Hành tham gia mini series Nam Đế Bắc Cái của thế giới võ hiệp Kim Dung. Đặng Khoa sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc, trường đại học trọng điểm ngành truyền thông tại đất nước tỷ dân. Năm 2006, anh quay bộ phim ngắn Sát Thủ Á Dũng và đoạt giải biên tập xuất sắc nhất tại liên hoan phim dành cho khối sinh viên đại học. Năm 2010, Đặng Khoa tiếp tục cầm trịch bộ phim Mùa Thu Của Những Đứa Trẻ Tồi và được đề cử cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất ra mắt tại giải thưởng Kim Kê, một trong những giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Năm 2018, Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân của Đặng Khoa đoạt giải phim truyền hình trực tuyến xuất sắc của năm tại hội nghị nghe nhìn Internet Trung Quốc lần thứ 7. Năm 2021, bộ phim Ở Rể Do Anh đạo diễn tiếp tục gặt hái được bộ thành tích vang dội và giúp vị đạo diễn trẻ khẳng định được vị thế của mình. Năm 2022, Đặng Khoa đồng hành cùng Dữ Phượng Hành, bộ phim mới được phát sóng vào tháng 3 vừa qua đã nhận được vô số lời khen của giới chuyên môn cũng như khán giả yêu phim trong và ngoài Trung Quốc. Trong năm 2022, Đặng Khoa cũng đạo diễn mini series Nam Đế Bắc Cái thuộc thế giới võ hiệp Kim Dung. Mini series với sự góp mặt của Hà Nhuận Đông, Minh Đạo, Cáp Ni Khắc Tư nhận được nhiều cảm tình của mọt phim. Với loạt thành tích và tác phẩm ấn tượng cả về lượng và chất, mini series Nam Đế Bắc Cái thuộc thế giới võ hiệp Kim Dung do Đặng Khoa cầm trịch chắc chắn sẽ không khiến khán giả phải thất vọng.